Hàng Rào Dịch Vụ xin kính chào tất cả các bạn. Trên kệ của mình hôm nay là một dàn mini đại cực VIP của hãng Kenwood. Sau các chuỗi series như là SA7, SE7, SG7, VH7 thì đây là một cái dòng gần như là cuối của chuỗi series mini của Kenwood, đó là con Kenwood 7 Pro. Cái tên nó đã nói lên tất cả, 7 Pro nha các bạn. Rất là VIP, rất là Pro. Và đây là 4 thớt đi cùng cặp loa Kenwood 7 Pro. Loa chép càng, và mỗi loa nặng 5kg, chiều cao 31cm. Đây là một trong những dòng loa có kích thước cũng như là cân nặng lớn nhất trong tất cả các dòng mini. 4 thớt với mặt phay nhôm vàng chanh và còn rất là mới. Nắp cũng cái màu vàng luôn, vàng chanh nha các bạn. Nó ánh một cái màu vàng lên thôi. Và ở hai bên hông đây các bạn, được trang trí bằng cái ốp nhựa nha các bạn, chứ không phải là bằng gỗ, nhựa giá gỗ thôi. Nhưng mà cái má này nó còn rất là đẹp, hai cái má hai bên còn rất là đẹp. Đây là một cái tùy chọn, gọi là một cái tùy chọn, một cái option khi mà mua cái dàn Kenwood 7 Pro này. Lúc mà nhà sản xuất xuất xưởng á các bạn, thì cái tùy, đây là gọi là cái tùy chọn. Khi mà mua thì cái người mua họ có mua thêm cái này hay không, hay là để hai bên cái mặt trơn giống những cái dòng bình thường khác. Đấy, và các bạn có thể thấy cặp loa nhìn rất là hầm hố, vách bắp chuối mạ vàng từ cái thân cho tới cái vòng bên ngoài 7 Pro đó. Loa chép càng rất là lớn, một cái dòng đầu tư từ ngoại hình, thiết kế ngoại hình cho tới cái tính năng cũng như là chất âm. Đây thớt âm ly chính, thớt này là thớt CD, thớt này là thớt MD và đây là thớt cassette. Hàng về đợt này có đủ 4 thớt và có dòng cũng chỉ có 3 thớt thôi, có nghĩa là nhiều khi thiếu thớt cassette. Giá thành sẽ tùy vào cái thớt nha các bạn, có full hay không. Và do cái bộ máy này rất là ít gặp nó nên mình giới thiệu hơi nhiều một chút để các bạn nắm rõ cái thông số của nó. CD có chạy class A nha các bạn, chạy class A, pure A. Chế độ này chỉ có trên những âm ly lớn. Chế độ này là chế độ chạy chế độ class A các bạn, cho âm thanh cực sạch và nghe tiếng rất là mộc mạc, nghe trữ tình rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Nhưng mà máy sẽ rất là nóng, tuy nhiên và nó hao tốn điện năng. Nhưng mà nhà sản xuất đã tính đến cái chuyện đó thì cái vấn đề nóng máy thì các bạn không cần phải quá lo. Tại vì cái tản nhiệt nó rất là tốt. Và các bạn có thể thấy được ở bên dưới đây nè, mình mở lên cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy gì không? Cái nắp đáy ở bên dưới được mạ cái màu vàng đồng. Tất cả các thớt luôn nha các bạn. Thứ nhất là nó rất là dày để tản nhiệt cực tốt, và cái thứ hai nó là chống nhiễu. Đó. Và đặc biệt ở cái đầu này nè. Cái đầu MD này giải mã không ngồi 24 bit, giải mã không ngồi, hai cổng quang in optical trực tiếp và một cổng analog. Các bạn có thể gắn máy tính, điện thoại, cổng analog và hai cổng quang gắn TV 24 bit nha các bạn, không dùng đĩa mồi. Đây đó, cổng quang mình gắn sẵn và là có analog. Còn đây CD, các bạn có thể thấy thường là CD chỉ có 16 bit thôi, CD này 24 bit luôn. Đấy, được đầu tư từng thớt một. Các bạn, đây là cái trang mini disc của Nhật nè. Cái trang chính thống của Nhật nó thống kê lại những cái mặt hàng đã bán về cái MD. Đây, cái dòng trước của con 7 này là con 7 SG7 nè. Mỗi cái đầu MD bán ra đã 499 đô rồi. Cái thớt này thôi nè. Nhưng mà không phải là con 7 Pro này nha, con cái đời SG7 thôi. Còn con này là 7 Pro. SG7 thì chỉ có 20 bit thôi các bạn. Đây nó ghi rõ luôn nè, 20 bit. Con VH7 màu xanh cũng 20 bit DA convert. Thì cả bộ này không dưới 1.500 đô nha các bạn. Rồi thôi, lý thuyết hơi dài dòng, các bạn thông cảm với mình. Mình đã để một đĩa CD bên trong rồi.
một đĩa mà đi cũng đã để sẵn bên trong và các mình nghĩ cũng đã thấy hết set rồi. Play CD và âm lượng lớn lên, có điều khiển học chỉnh full chức năng nhé. Nếu mà phòng dưới 20 mét vuông thì cái âm thanh nghe rất là chuẩn. Hát nữa đi hương, điệu nhạc vườn, điệu nhạc quê. Mình đang chỉnh cái chế độ âm thanh. Hát nữa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh đến đường. Ngày đào tình chưa biết còn phần mười mấy lăm thì qua mau, hát nữa đi hương, hát lời trường hương ơi, sao đi hát thêm nghe vẫn xa xa, nghe vẫn ngọt ngào dù em. Tạm ngưng CD. Đây là chúng ta đang chỉnh chế độ NB, có nghĩa là tăng bass chép lên cùng lúc của Kenwood. Nó tăng hai cái dải bass và dải chép lên cùng lúc nhé các bạn. Một nấc, hai nấc. Nó làm rất là đơn giản và nó phối với cặp loa này rất là chuẩn do nó đã tính toán rồi. Nên nó không cần phải làm quá nhiều cái chỉnh bass chép vân vân. Và đây là chế độ PA mình chưa có bật lên. Đây, bật chế độ PA lên nè các bạn. Đó, bật chế độ này lên thì cái nó sẽ chuyển qua chế độ đánh class A. Âm thanh sẽ rất là mềm ngọt, nghe rất là thoải mái, nhất là nghe ở mức âm lượng nhỏ. Qua bài số 2 đi. Tiếp tục trang trải chế độ PA. Và chúng ta kết hợp với cái này cũng vẫn được nhé. Ô bấm play. Lưới loa còn đầy đủ nha các bạn. Mới quên ban đầu cớ sao anh lại ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại. Kể cái lưới làm cũng rất là chưa ok. Làm phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu này bạn đây. Mình dặn nhỏ cái âm lượng lại. Đây cái nút này là bằng nhôm nha các bạn và nó được cái khía đây, nó vác một cái khía rất là đẹp và nó đầu tư tới mức mà nó ngấn từng đoạn như vậy để làm nổi bật cái nút volume này lên. Đây là một dòng cao cấp series cuối của hãng nên nó được đầu tư từ hình thức rất là đẹp mắt. Đây các bạn có thể nghe chất âm, nó nghe nó rất rất là thoải mái. Đây là cái cảm nhận của mình nha, mà đánh giá là nó nghe
cái dòng nhạc trữ tình á, nó nghe rất là thoải mái, cái vocal, cái dòng cái chung á nó nhấn lên, nó nghe rất là rõ nhưng mà không có bị chói. Các bạn hãy để ý, nó giữ được cái giọng của ca sĩ rất là thật. Cái dòng này nó giữ được cái giọng ca sĩ rất là thật nha. Và cái âm trầm của nó cũng cực kỳ tốt, nó rất là mềm, tiếng bass rất là mềm. Do cái thùng loa nè, nó lấy cái thùng loa thể tích rất là lớn. Đây, cái lỗ thông hơi ở phía trước các bạn thấy không? Và cái thùng hậu rất là sâu, lớn. Cái củ từ ở bên trong này nè, cái củ từ nó lớn bằng cái mặt loa luôn các bạn. Nó lớn gần bằng cái mặt loa này. Cái mặt loa này chỉ có 12 cm thôi. Nhưng mà cái dòng Kenwood nó rất là nặng do cái củ từ bên trong rất là lớn. Và cái thùng nó làm rất là dày. Quan trọng là giữ được cái bản chất của bài hát. Đấy, đó là cái dòng Kenwood này nó mang lại. Nó mang cái hơi thở của cái dòng high-end các bạn. Và chúng ta chuyển qua nghe MIDI nhé các bạn. MIDI chúng ta chuyển cái cổng trên này. Một cái đĩa MIDI trữ tình luôn. Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Xuân nào của trời yên, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người xưa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới. Ba ngày xuân biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Nghe rất là dễ chịu và rất là hay luôn. Cái cảm nhận cái tiếng trép rất là nhuyễn, không có bị chói tai. Stop. Và mình vừa quay ở phía sau cho các bạn xem. Đó là cái thớt này MIDI nè. Cổng quang optical. Đây các bạn. Tín hiệu đã chờ sẵn nhé. Một cổng, hai cổng. Sao tối quá vậy? Đây, để mình tăng sáng lên chút xíu nha các bạn. Rồi, hai cổng quang optical. Một cổng xuất, một cổng nhận analog nè. Cổng này gắn máy tính điện thoại TV, máy tính điện thoại nhé. Và các thớt nằm ở phía sau nó được, nó có một cái nguồn điện để chúng ta có thể nối cái thớt này lại với nhau, cái điện nè. Và chỉ một cái thớt cuối cùng đi ra cái cục biến áp thôi. Biến áp hay ổ áp gì đó nếu các bạn có. Và đây là cổng sub điện. Nhét bắp chuối hết nha các bạn. Nếu các bạn muốn hỗ trợ thêm tiếng bass thì phải gắn thêm sub điện vào. Nhưng mà theo mình thì ở trong một cái phòng diện tích dưới 20 m² thì như vậy là quá đủ rồi. Cổng quang optical. Nếu mà cổng quang optical thì mình phải mượn cái thớt MIDI này để xuất tín hiệu cổng quang. Các bạn đi. Đây là các bạn, mình mượn cái thớt MIDI này nhé để xuất cái cổng quang đây. Xuất cổng quang. Lúc này cái đầu này là một cái đầu giải mã rời hoàn toàn độc lập. Các bạn có thể tận dụng nó để giải mã xong chuyển tín hiệu cho Amply chơi. Bất kỳ tín hiệu
analog hay cổng optical nè. Mình bật chế độ stop. Chúng ta lấy cái đĩa để các bạn biết là mình không sử dụng đĩa để làm mồi nha. Monitor đây, phím này ở trên điều khiển là monitor nha các bạn. Phải zoom lại gần để các bạn xem rõ hơn. Đây, bây giờ mình đang là Nordic rồi nhé. Ở đây nó có cái góc bên này nè các bạn nhìn nè. Mình bấm vào điều khiển nhé, nó hiện chữ monitor lên và đã là gọi là bắt đầu giải mã đó. Đây, và tín hiệu đầu vào, các bạn chọn tín hiệu đầu vào là analog, digital 1 hoặc digital 2. Đó, monitor và chỉ thế là giải mã thôi, chứ không cần phải dùng đĩa mồi gì hết. Rất là tiện lợi. Mình đang gắn cổng quang 1 hay 2 vậy ta? Để xem lại cái cổng số 1 hay số 2 vậy. Cổng số 1 chuyển cổng, bật volume lên. Tín hiệu đang được truyền từ cái đầu MIDI này qua nè các bạn. Mình không có Smart TV ở đây nên mình dùng cái đầu MIDI để xuất cổng quang. Test cho các bạn nghe. Qua bài số 2. Chúng ta đang giải mã qua cổng optical số 1 và bây giờ chuyển qua chuyển đấy, bấm lộn nút rồi này. Thớt mà đi thì bấm nút trên này. Digital số 2 cổng mono, cổng analog rồi, cổng analog nha. Cổng analog kênh nói cái gì đây. Analog tín hiệu vô chưa? Cổng analog. Đây mình tắt rồi. Đây. Mình gắn từ máy tính qua nha các bạn. Đây. Cổng analog nè. Và chúng ta đang chơi qua cổng analog. Chúng ta là hai người.
Rồi cuối bài test chúng ta test thật cassette nha. Ôi trời ơi, hết băng rồi. Oh oh. Bên nào đây? Tép nè. Trời ơi, may quá nó còn chạy các bạn ơi. Chạy cũng khá là trong đó nha. Cái băng của Nhật còn sót lại. Thất cassette vừa test đã kết thúc con Kenwood 7 Pro mà chúng ta đang test cái chất âm ngày hôm nay, chất âm ngoại hình cũng như là tính năng vân vân. Một cái bài về con Ken rất là đặc sắc này và rất là hiếm. Đây là lần đầu tiên mình về được cái dàn này đầy đủ như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình nhé và hãy tham khảo thông tin đầy đủ trên trang Facebook, Zalo cũng như là Hà Nội Đại Nhật Vũ kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.